Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực giao thông vận tải hàng đầu tại khu vực phía Nam. Với bề dày lịch sử cùng sứ mệnh vươn lên trở thành trường đại học lớn đa ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải, có uy tín, hòa nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu để góp phần xây dựng nên một môi trường đào tạo chuyên nghiệp năng động trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Là một quốc gia với hơn 3.000 km đường bờ biển, nền kinh tế biển đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngành kỹ thuật tàu thủy là một trong những ngành công nghiệp then chốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Khởi đầu vào năm 1997 khi ngành thiết kế và đóng thân tàu hệ chính quy lần đầu tiên được mở tại phân hiệu Đại học Hàng hải. Trải qua hơn 25 năm thành lập và phát triển, khoa kỹ thuật tàu thủy Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy đóng tàu, các cơ quan quản lý khai thác tàu, viện nghiên cứu thiết kế và trở thành đơn vị đi đầu phía Nam trong công tác đào tạo lĩnh vực đóng tàu và công trình nổi. Ngành thiết kế thân tàu thủy, thời gian đào tạo 4 năm, hình thức đào tạo đại học chính quy. Sinh viên được đào tạo các môn học đại cương, kiến thức cơ sở ngành trong 2 năm đầu, trang bị những kiến thức về chuyên ngành thiết kế thân tàu thủy qua các môn học, lý thuyết tàu, kết cấu tàu, sức bền tàu, rung động tàu, thiết bị tàu, hàng tàu, lý thuyết thiết kế tàu, hệ thống tàu, công nghệ đóng tàu. Được hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong ngành công nghiệp đóng tàu như AutoShip, AutoCAD, Ansheet, Sharp, v.v. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí như cán bộ kỹ thuật, quản lý điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy, các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ liên quan đến tàu thủy, làm việc trong các trường đào tạo về lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy, các cơ sở nghiên cứu, các cơ quan đăng kiểm, v.v. Chuyên ngành công nghệ đóng tàu thủy, thời gian đào tạo 4 năm. Ngoài những kiến thức cơ bản về tàu thủy, sinh viên chuyên ngành công nghệ đóng mới sẽ được đi sâu vào lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu thủy. Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại phòng sản xuất và công nghệ tại các nhà máy đóng tàu, các cơ quan thiết kế, các cơ quan đăng kiểm, v.v.
chuyên ngành kỹ thuật công trình ngoài khơi. Thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản và thực tế cần thiết của ngành kỹ thuật công trình ngoài khơi, cụ thể như môn học lý thuyết tàu, hàng tàu công trình nổi, thiết kế công trình ngoài khơi, công nghệ chế tạo công trình ngoài khơi, kỹ thuật nhiệt, máy móc thiết bị công trình ngoài khơi, đo lường và điều khiển, định vị động, hệ thống đường ống, hệ thống tự động công trình ngoài khơi, hệ thống phục vụ công trình ngoài khơi. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được làm việc tại các cơ quan đơn vị, nhà máy xí nghiệp đóng mới và sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị tàu thủy và công trình ngoài khơi, các công ty quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí, các viện nghiên cứu và thiết kế chế tạo thiết bị tàu thủy và công trình ngoài khơi, các phòng thí nghiệm, cơ sở kiểm tra giám sát thiết kế và thi công đóng mới, các cơ sở đào tạo, các công ty quản lý, khai thác công trình ngoài khơi, các cơ quan đăng kiểm và giám định kỹ thuật, các công ty sản xuất chế tạo các máy móc, vật tư, thiết bị cơ khí, v.v. Để ra trường, ngoài việc hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên phải đạt các chứng chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, chứng chỉ kỹ năng tin học cơ bản, tin học nâng cao, chứng chỉ trình độ tiếng Anh cơ bản TOEIC 450 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương. Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh chuyên ngành. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được tổ chức tham quan, giới thiệu thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp tại các nhà máy, các công ty đóng tàu và công trình ngoài khơi chuyên nghiệp ở khu vực phía Nam. Hàng năm, sinh viên sẽ được cấp học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có thành tích cao trong học tập, có cơ hội thực tập hoặc đào tạo sau đại học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v. Ngoài các hoạt động học tập, nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tạo môi trường kết nối sinh viên, khoa kỹ thuật tàu thủy luôn quan tâm và phát triển công tác đoàn thanh niên, hội sinh viên, coi đây như là một tổ chức nòng cốt để sinh viên phát huy các kỹ thuật thực hành xã hội bằng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề học tập. Các hoạt động thường niên của khoa kỹ thuật tàu thủy bao gồm hội thao như bóng đá, bóng bàn, cờ vua, bơi lội, v.v. Các hội trại, hoạt động thiện nguyện từ câu lạc bộ Bồ Câu Trắng, ngày hội tân sinh viên, v.v. Với phương châm học đi đâu với hành, cũng như việc tạo ra môi trường học tập năng động, kỹ thuật tàu thủy xứng đáng là một lĩnh vực cũng như là một ngành lý tưởng để sinh viên có thể thực hiện việc chắp cánh cho tương lai và ước mơ của mình.